Chào mừng bạn đến với Tui La To, túi lan tỏa tri thức, góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Sinh ra và lớn lên trong thời đại 4.0, những đứa trẻ có khả năng thích nghi rất nhanh với các thiết bị công nghệ và vì vậy cũng vô tình dẫn đến hiện tượng trở nên quá phụ thuộc vào smartphone, máy tính điện tử, vân vân. Văn hóa đọc của trẻ nhỏ cũng từ đó trở nên bị mai một. Nếu bạn đang làm bố mẹ và muốn rèn luyện thói quen đọc sách cho con từ bé để giúp con giải độc công nghệ từ bé thì hãy tìm đến cuốn sách Nuôi dạy một đứa trẻ thích đọc sách của Doãn Kiến Lợi do Tui La To giới thiệu ngay sau đây nhé! Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về tác giả của cuốn sách này là ai. Doãn Kiến Lợi là một chuyên gia, thạc sĩ giáo dục người Trung Quốc và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy. Cô đặc biệt nghiên cứu sâu về giáo dục gia đình. Doãn Kiến Lợi đã nuôi dạy một đứa con gái vô cùng xuất sắc. Cô bé đã có 2 lần học vượt và đậu Đại học Thanh Hoa danh tiếng khi chỉ mới 16 tuổi. Với một lý lịch như vậy, chắc hẳn những kinh nghiệm mà Doãn Kiến Lợi chia sẻ trong cuốn sách của mình cũng rất thú vị và đáng tin cậy đúng không nào? Nuôi dạy một đứa trẻ thích đọc sách dài 401 trang, bao gồm 9 chương lớn. Kết cấu cuốn sách nghe qua thì có vẻ là rất dài, nhưng thực tế tác giả đã rất thành công ở việc chia nội dung thành nhiều phần nhỏ hơn, chỉ 2-3 trang. Vì vậy cuốn sách trở nên rất xúc tích, dễ đọc và dễ theo dõi. Nội dung của cuốn sách này xoay quanh những chia sẻ của tác giả Doãn Kiến Lợi về việc làm thế nào để gieo hạt giống giúp trẻ nhỏ nuôi dưỡng thói quen đọc sách từ bé và thực hiện việc đó ra sao cho hiệu quả, phù hợp. Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ thêm những quan điểm của mình về lợi ích của việc đọc, về văn hóa đọc và mở rộng chủ đề hơn là quan điểm cá nhân của tác giả về giáo dục nói chung. Cách để nuôi dạy một đứa trẻ thích đọc sách chính là nội dung trọng tâm của cuốn sách này. Tác giả đã dành hẳn 3 chương để bàn luận riêng về chủ đề này. Cụ thể, tác giả cũng sẽ giúp đỡ các độc giả thực hiện điều này qua từng bước như làm thế nào để hướng dẫn con đọc sách, làm thế nào để con thích đọc sách và làm thế nào để chọn sách cho con. Bên cạnh đó, Doãn Kiến Lợi cũng đặc biệt dành một chương riêng để hướng dẫn các ông bố, bà mẹ cách để dạy chữ cho con mình. Bởi việc biết chữ là điều kiện tiên quyết của việc đọc, cụ thể là trong việc đọc chủ động của trẻ nhỏ. Khi bàn về lợi ích của việc đọc sách từ bé, Doãn Kiến Lợi đặc biệt nhấn mạnh các lợi ích về tinh thần, chẳng hạn như thói quen đọc từ sớm sẽ giúp con bạn trở nên kiên cường, mạnh mẽ, độc lập, trưởng thành hơn, có đời sống nội tâm phong phú hơn và trên hết là có cơ hội giúp các con trau dồi những phẩm chất đạo đức của mình. Tác giả đã viết một tiểu mục rất đáng yêu cho rằng trẻ con thích đọc sách thì không dễ trở nên xấu tính. Để lập luận cho quan điểm này của mình, Doãn Kiến Lợi đã khẳng định rằng một đứa trẻ thích đọc sách có thể không phải là đứa trẻ thành công nhất nhưng giúp con trở nên không xấu tính. Bởi vì một khi chúng có thói quen đọc sách, tức là đã hấp thu được một nguồn năng lượng tích cực, sách vở đã tưới nguồn tốt đẹp vào tâm hồn con, giúp con nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp. Việc đọc khiến chúng ta nhìn thấy thế giới, nhìn thấy người khác, cũng có thể khiến con người nhìn thấy bản thân từ ngoài vào trong. Khi một người có thể nhìn thấy bản thân mình, họ sẽ tự động bước vào quá trình sửa chữa và trở nên có sức mạnh hơn. Đây chính là tự hoàn thiện và tự mình trưởng thành. Rất thuyết phục và cũng rất thú vị, các bạn khán giả của Tui La To có thấy vậy không? Trước khi hướng đến những lợi ích về thành tích, các cha mẹ hãy hiểu rằng điều quan trọng nhất chính là việc con trẻ sẽ trở thành người tốt và có ích cho xã hội. Theo Tui La To, có lẽ đó cũng là lý do vì sao Doãn Kiến Lợi lại xếp lợi ích của thành tích học tập ở cuối danh sách trong tất cả những lợi ích của việc đọc. Không chỉ vậy, vị chuyên gia giáo dục người Trung Quốc này còn đề cao cách cha mẹ làm gương cho con cái trong việc xây dựng thói quen đọc sách. Bởi lẽ, khi thấy việc đọc sách là một phần hiển nhiên, một phần không thể thiếu trong cuộc sống đời thường của cha mẹ mình, thì những đứa trẻ sẽ dần dần tiếp thu điều đó một cách rất tự nhiên. Đồng thời, chúng cũng cảm thấy được việc gần gũi hơn với những trang giấy và những cuốn sách. Vì vậy, có thể nói rằng, việc cha mẹ làm gương cũng sẽ truyền cảm hứng và động lực rất lớn trong quá trình nuôi dưỡng thói quen đọc sách và niềm đam mê với sách. Một nội dung nữa khá thú vị và cũng đáng lưu ý trong cuốn sách Nuôi dạy một đứa trẻ thích đọc sách mà Doãn Kiến Lợi đã chỉ ra khi bố mẹ giúp con rèn giũa thói quen đọc sách từ bé chính là cha mẹ phải tạo niềm vui cho con khi đọc sách và không được áp đặt, thúc ép con trong việc đọc. Trẻ con cần có nhiều sự hướng dẫn nhưng chúng cũng thích sự tự do và thích được tự khám phá. Nếu cha mẹ bắt ép con đọc sách thì có thể gây ra tác dụng ngược khiến con cảm thấy ức chế và không có thiện cảm với những cuốn sách. Rất hợp lý đúng không nào? Bên cạnh đó, tác giả cũng chỉ rõ việc nuôi dưỡng sở thích đọc sách cho con là một quá trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn của ba mẹ. Việc đọc phải đi từ đọc thụ động đến đọc chủ động, tức là từ việc cha mẹ đọc sách cho con nghe rồi dần dần con mới có thể tự cầm sách trên tay và tự đọc. Các bố các mẹ cũng không nên sợ việc con sẽ xé sách hay làm hư sách
vì đối với con trẻ, đó lại là một giai đoạn hết sức tự nhiên khi bắt đầu để làm quen với sách. Cuốn sách Nuôi dạy một đứa trẻ thích đọc sách của Doãn Kiến Lợi đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ phía độc giả Trung Quốc. Tà Văn Hiên, giáo sư tại trường Đại học Bắc Kinh, danh tiếng và cũng là nhà văn có tên tuổi lớn, đã nhận xét về cuốn sách như sau. Cuốn sách này của cô Doãn Kiến Lợi đã mở ra cánh cửa đọc sách cho các em thiếu nhi, giúp ích cho hàng vạn phụ huynh và các em nhỏ. Những bậc phụ huynh nhận thức được giá trị của việc đọc sách và vì vậy mong muốn nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho con em mình từ bé thì hãy đến ngay với cuốn sách Nuôi dạy một đứa trẻ thích đọc sách của Doãn Kiến Lợi. Với giọng văn gần gũi, tâm tình, nội dung thực tế dễ đọc, được viết bởi một nhà văn cũng đến từ nền văn hóa Á Đông, đây chắc chắn sẽ là một trong những cuốn cẩm nang hàng đầu dành cho các cha mẹ quan tâm đến chủ đề này. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe review cuốn sách Nuôi dạy một đứa trẻ thích đọc sách. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!